Giêsu ơi, tâm linh con nguyện dâng cha cuộc đời con đây, là đấng sẽ xin Chúa hãy nắn con dù gặp thử thách. Chúa Giêsu hỡi, xin hãy bên cạnh nhiều lần vấp ngã, xin Chúa xót thương sửa con. Cuộc đời có xem như hạt bụi hư không, Ngài hạ sanh khí, Chúa khiến con đây được sống hình Ngài. Ngài nhìn xem con, Chúa dõi theo luôn khi đứng hoặc ngồi, trọn đời con đây thờ tôn danh Chúa Giêsu. Lạy Giêsu, xin Chúa dẫn con đi theo đường cha, theo ý muôn Ngài, trong tình yêu thương phục vụ. Chúa Giêsu là người bạn thân, Ngài luôn quan tâm không rời và luôn chăm sóc thân con biết ơn cha. Trước hết tôi dâng lời cảm tạ ơn Chúa và trân trọng kính chào tất cả quý tôi tớ Chúa, quý ông bà, anh chị em trong cả hai hội thánh Đà Ròn và Đà Ca. Cảm ơn Chúa, cảm ơn đầy tớ của Chúa là một sự quản nhiệm và ban chấp sự đã tạo cho tôi có một cơ hội trở lại đây để thăm hội thánh, đặc biệt còn có cơ hội giảng dạy lời Chúa cho quý ông bà, anh chị em. Khi ngồi ở bên dưới, nghe quý con cái của Chúa cùng ca ngợi Chúa, tôi thật hòa lòng với cả một lòng nhiệt thành mạnh mẽ khi quý ông bà, anh chị em ca ngợi Chúa. Sự mạnh mẽ được thể hiện ra không phải chỉ trong vòng các anh chị em là thanh thiếu niên, nhưng mà cả ban hát U50-70 của các ông vẫn mạnh mẽ, và tôi vẫn nghe một giọng dầu rằng lớn tuổi nhưng mà trầm vẫn rõ tiếng, rất ấm áp. Ước ao quý ông bà, anh chị em, hết thảy chúng ta, những người trẻ lẫn những người già, đều là những ca sĩ để có thể hát ca ngợi Chúa mỗi ngày với những bài hát thiêng liêng từ trong tâm của chúng ta dâng lên cho Chúa. Đặc biệt thưa các bạn trẻ, theo lịch truyền thống sinh hoạt của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, ngày hôm nay được gọi là ngày thanh thiếu niên để nói đến sự quan tâm của Hội Thánh và gửi gắm những gì ước ao của những người đi trước đến với những người trẻ trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Mong rằng các bạn đang sống ở giữa đời, đang trong những ngày học tập, đang trong những ngày bắt đầu khởi nghiệp, và cuộc sống còn rất dài ở phía trước, các bạn vẫn là những người nghe được tiếng gọi của Chúa, sống theo điều Chúa muốn và trở nên những con người theo Chúa trọn thành để góp phần mở mang vương quốc của Chúa trên đất. Và thưa các bạn trẻ, thưa với quý ông bà, anh chị em, nếu sáng hôm nay tôi hỏi quý ông bà, anh chị em rằng quý ông bà, anh chị em có phải là những người theo Chúa thật lòng không? Thì quý chị có câu trả lời là vâng, tôi là một người theo Chúa thật lòng. Khi một cuộc sống bình an, thuận lợi, thì chúng ta dễ dàng để nói với Chúa rằng con theo Chúa thật lòng. Nhưng khi cuộc sống có nhiều điều ngổn ngang, bề bộn, thách thức, khó khăn, lẫn cả bắt bớ, thì không ít những người đã lui bước, đã chối bỏ đức tin
Và thậm chí đôi lúc chúng ta ngồi ở trong nhà thờ, miệng vẫn có thể hát ca ngợi Chúa, nhưng lòng của chúng ta đã xa cách Chúa lắm rồi. Điều này nó không phải chỉ xảy ra ở trong thời của chúng ta, nhưng ngay trong bối cảnh của Phúc Âm Giăng đoạn 6, Thánh Kinh ghi lại cho chúng ta biết rằng ngay những ngày Chúa Giêsu được mến mộ trên đất, có nhiều người đi theo Chúa mà Thánh Kinh mô tả cho chúng ta là một đoàn đông. Chúa Giêsu đã thực hiện phép lạ cho họ, từ 5 cái bánh 2 con cá mà có thể đủ cho 5.000 người ăn, và số còn dư lại là 12 giỏ đầy. Chúa Giêsu đã từng đi bộ trên mặt nước, ở trên biển, để cho họ biết rằng Chúa Giêsu là đấng chủ tể. Quyền năng của Chúa vượt lên trên mọi công lệ của thiên nhiên, và Chúa là đấng đáng tôn. Chúa Giêsu cũng đã dạy dỗ cho đoàn dân đông đi theo Chúa về những điều mầu nhiệm mà Chúa mang từ trời đến để công bố cho họ. Dẫu vậy, có những người họ đã rời đi, có người ở lại, có người quay lưng với Chúa và có người cam kết. Cho nên cao trào của Phúc Âm Giăng đoạn 6, từ câu 66 đến câu 71, cung cấp cho tôi và quý ông bà anh chị em bài học thực tiễn trong ngày hôm nay, để chúng ta có thể kiểm tra lại xem mình có phải là một người đang ngồi ở đây vẫn hát ca ngợi Chúa, vẫn thờ phượng Chúa, vẫn amen với mọi người, nhưng ở trong sâu xa mình là một người đã lui bước xa cách Chúa từ lâu, hay chúng ta là một người cam kết với Chúa, con theo Chúa thật lòng. Lời Đức Chúa Trời cung ứng cho tôi và quý ông bà anh chị em những hình ảnh của một người thật lòng theo Chúa, để chúng ta có thể nhìn lại chính mình, học được những bài học cho mình ngày hôm nay, và có những cam kết với Chúa trong những năm tháng còn lại của cuộc đời, dầu ngắn hay dài ở trên đất. Một người theo Chúa thật lòng là một người theo Chúa không hề lùi bước. Lời Chúa trong câu 66 và 67 dạy cho chúng ta: từ lúc ấy có nhiều môn đồ Ngài trở lui, không đi với Ngài nữa. Đức Chúa Giêsu phán cùng 12 sứ đồ rằng: còn các ngươi cũng muốn lui chăng? Như đã nói, đoàn dân đông đi theo Chúa, nhưng mà rồi họ có những người quay lưng, không còn đi với Chúa nữa, với ba lý do. Lý do thứ nhất đó là họ không có tin. Họ đi theo Chúa nhưng mà không có thực lòng tin. Nhiều người đi theo Chúa từ chặng đường này đến chặng đường khác, họ chứng kiến những phép lạ Chúa bày tỏ, họ nghe nhiều điều Chúa dạy dỗ, nhưng mà không có tin. Cho nên đến một thời điểm, họ quay lưng, lùi bước, như lời của Chúa đã dạy ở trong câu 36. Chúa Giêsu phán với họ rằng: các ngươi đã thấy ta, đã nghe ta, nhưng mà không có tin. Lý do thứ hai, những người này họ lùi bước bởi vì họ nói rằng lời của Chúa dạy khó hiểu. Chúa Giêsu đang giảng dạy cho các môn đồ bằng những từ ngữ nghĩa bóng, hàm ý trong thuộc linh, nhưng mà những môn đồ lúc bấy giờ họ không hiểu theo cách đó, nhưng họ vẫn giữ sự in trí của mình, tập trung vào những cái lối suy nghĩ quen thuộc của mình mà không chịu hiểu theo cách của Chúa dạy. Cho nên khi Chúa Giêsu dạy rằng ta là bánh sự sống, ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát, thì các môn đồ lúc bấy giờ họ nói rằng: chẳng lẽ người này lại lấy thịt của mình mà cho chúng ta ăn sao? Rồi khi Chúa Giêsu dạy rằng ta là bánh từ trời mà đến,
Thì những người đi theo Chúa lúc bấy giờ, họ cam ram, họ cao nhau rằng: ồ, đây có phải là Giê-xu, con trai của ông Giô-sép sao? Chúng ta biết cha và mẹ của ông ấy, sao bây giờ ông ấy là có thể nói rằng tôi từ trời mà xuống được? Thật, đây là những điều không hiểu, khó hiểu. Họ đi theo Chúa, ở với Chúa, ăn bánh của Chúa, nhưng mà không hiểu điều Chúa dạy. Cho nên đến một thời điểm họ lùi bước. Lý do thứ ba, đó là họ nói rằng lời của Chúa dạy khó chấp nhận. Động từ khó, tính từ khó mà họ dùng ở đây có nghĩa là khắc nghiệt, gian khổ. Và trong một nghĩa bóng, đó là khó chấp nhận. Những điều mà Chúa Giê-xu dạy đó, thì các môn đồ nói rằng đây là những điều mà khó chấp nhận được. Nó vượt khỏi tầm suy nghĩ của họ. Nó là những điều quá mới đối với họ. Cho nên họ nói rằng đây là lời dạy khó nghe, ai mà có thể nghe cho được. Nông cạn, im trí, lối mòn khiến cho một số người họ lùi bước, không chấp nhận được điều Chúa dạy và rời khỏi. Ngược lại, với những sai trật nông cạn của những người đi theo Chúa nhưng không thực sự tin, không chấp nhận lời Chúa dạy, thì một người thực lòng đi theo Chúa sẽ là người để tâm trí của mình tìm hiểu, thì giờ sức lực của mình để khám phá về những gì Chúa dạy dỗ và rờ chạm được những điều màu nhiệm trong lời của Ngài, đồng thời khép mình trong kỷ luật để vâng theo điều Chúa dạy. Và từng ngày họ bước đi với Chúa, có một mối quan hệ với Chúa khăng khít càng hơn. Có một vị mục sư quản nhiệm, sau nhiều năm hầu vị Chúa tại một hội thánh, ông đã kể lại một trải nghiệm trong chức vụ rằng ở tại hội thánh của ông có một đôi vợ chồng trẻ, nhiều khó khăn phải vượt qua, nhưng rồi họ cũng đã có một thời giờ để định cư được ở tại nước Úc. Gia đình này giàu rằng mới đến nước Úc, họ phải vất vả để ổn định cuộc sống. Chồng đi làm, vợ đi làm, và họ có một người con gái 8 tuổi, gia đình sống với nhau ở trong ấm êm, trong hạnh phúc. Họ dành thời giờ để đi thờ phượng Chúa với anh em của mình. Nhưng đứng trước nhiều thách thức của cuộc sống, một ngày kia trong một buổi tiệc sinh nhật, người chồng của gia đình này đã băn khoăn và bộc bạch với tất cả các anh chị em bạn hữu của mình rằng: khi tôi đi nhà thờ nghe các vị mục sư giảng dạy, tôi được thôi thúc để đi theo Chúa. Nhưng khi tôi về đến nhà thì trong cuộc sống cơm áo gạo tiền đã làm cho tôi suy nghĩ hoài, không biết nên chọn tiền hay là chọn Chúa. Rồi cuộc sống đưa đẩy, cơ quan làm việc của anh, họ đã cho phép anh làm rất là nhiều thì giờ, họ làm thêm giờ, và kể cả làm thêm giờ ở trong ngày Chủ nhật. Vì vậy người này nắm nay cơ hội này, anh đi làm thêm ngoài giờ và làm thêm cả ngày Chủ nhật. Cho nên từ đó anh không còn đi thờ phượng Chúa giống như những ngày trước đây nữa. Tuy nhiên, kinh tế của gia đình khá giả hơn. Họ mua nhà, họ mua xe, họ mua sắm nhiều tiện nghi cho gia đình của mình. Nhưng mấy năm sau đó, hai vợ chồng không còn hạnh phúc, ấm êm, mà lục đục, mà cãi cọ, quyết định chia tay. Thế là người chồng trong lúc bối rối này chạy đến vị mục sư quản nhiệm, trình bày với ông quản nhiệm rằng: thưa mục sư, gia đình con đang có những điều khốn khó, vợ con muốn ly dị, con rất buồn, và bây giờ cần mục sư quản nhiệm giúp đỡ tư vấn giùm để vợ chồng con có thể hòa hợp lại. Và con hứa nếu vợ chồng con hòa hợp lại thì từ nay trở đi con sẽ đi nhà thờ thờ phượng Chúa một cách trung tín. Vị mục sư nói rằng: tôi sẵn sàng giúp.
Ông thàm hết sức của mình, nhưng cuối cùng ông đã phải bộc bạch rằng: tôi hoàn toàn không thể giúp đỡ được. Bởi vì sau những lần gặp gỡ tư vấn thì người vợ vẫn quyết định là ly hôn. Ông kết luận một câu: người anh em này đi theo tiền, có rất nhiều tiền, nhưng mà mất phước. Mất phước từ trong gia đình, trong hôn nhân, và mất phước cả trong con đường tin kính Đức Chúa Trời. Thưa quý ông bà, anh chị em, trong thực tế, trên linh trình chúng ta đi theo Chúa, dầu là mới tin Chúa hay tin Chúa lâu năm, dầu là trẻ tuổi hay là lớn tuổi khi về già, con đường theo Chúa của chúng ta có rất nhiều thách thức. Và lắm khi chúng ta chỉ in trí, suy nghĩ theo lối mòn của mình, mà không có chịu hiểu lời của Chúa dạy, không thực sự tin cậy Chúa, thì chúng ta sẽ bị quyền lực của tối tâm dẫn chúng ta đi vào trong những điểm mù thuộc linh. Ở tại nơi đó, trước những gì khó khăn, thách thức, chúng ta thấy có những vướng mắc, có những điều thiệt thòi, có những trở ngại, chúng ta liền suy nghĩ theo cái cung cách của đời, của một con người thường, hay còn gọi là con người thiên nhiên. Rồi chúng ta đưa ra những giải pháp A, B, C. Và nếu không có điều gì thuận lợi theo ý của mình, thì chúng ta sẽ nói rằng lời của Chúa dạy thật là khó hiểu, lời của Chúa dạy là không thể chấp nhận được ở giữa trần gian này. Ví dụ như ngày hôm nay, một số các bạn trẻ đi học, lời của Chúa dạy rằng phải cho thành thật, nhưng mà khi đi thi, nếu trường hợp không copy, không có tài liệu, thì khó để có thể đạt được kỳ thi. Cho nên nói rằng: Chúa ơi, Chúa dạy con thành thật ngay thẳng, nhưng mà nếu bây giờ mà con không có ma mảnh, con không có copy, con không đem theo tài liệu, thì con sẽ bị thi rớt. Cho nên mình từ chối lời Chúa dạy. Một số các bạn trẻ lo lắng về hôn nhân gia đình: Chúa ơi, ở trong hội thánh con tìm hoài không có một người nào hợp ý con, nhưng mà sao ở bên ngoài có nhiều cô rất xinh đẹp, dễ thương, có nhiều anh đáng nể, cho nên con tôn những người này làm thần tượng, làm người yêu của con. Vì vậy lời Chúa dạy con là chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Nhưng mà bây giờ con sẵn lòng bỏ Chúa đi theo chùa. Có những người chúng ta đang sống ở giữa đời, trong giao tiếp, Chúa dạy rằng có nói có, không nói không, phải thật thành thật. Mà chúng ta sẽ cãi lại với Chúa rằng: Chúa ơi, ngày hôm nay mà thành thật là không sống được. Bởi vì cái chuyện nói dối, chuyện lường gạt người khác là chuyện thường ngày ở huyện rồi. Chúa dạy con đừng hối lộ, nhưng mà Chúa ơi, ngày hôm nay nếu không có bôi trơn, nếu không có hối lộ, thì con không có làm được việc này, việc kia. Bất chấp cong quẹo, không ngay thẳng. Và đời dạy con rằng khôn chết, dại chết, biết sống. Cho nên lời Chúa dạy thì hay lắm, nhưng mà con chỉ xin nghe lời Chúa ở tại nhà thờ. Ra khỏi nhà thờ thì con sống theo đời. Và sống như thế có nghĩa rằng ông bà anh chị em với tôi đã từ chối những giá trị thiêng liêng, cao đẹp, mầu nhiệm mà Chúa dạy. Chúng ta là một người đã lui bước ngay ở trong danh phận là con trai, con gái của Đức Chúa Trời. Và sâu xa, dầu bất kỳ chúng ta là ai, nhưng chúng ta đã là một người không thực sự tin Chúa Giê-xu. Và rồi, nay mai đây, chúng ta cũng sẽ là một người rời khỏi cộng đoàn đức tin này,
để có thể sống theo nghĩ suy của con người thiên nhiên, một con người không kính sợ Chúa. Có một quy trình liên hoàn ở trong đời tin kính của chúng ta. Nếu chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu thì bước thứ hai là chúng ta phải tiếp nhận mọi lời của Chúa dạy ở trong Kinh Thánh. Bước thứ ba là tin cậy nơi Chúa hoàn toàn. Ba bước này liên hoàn hỗ tương cho nhau, không thể thiếu, không thể tách rời. Cho nên một người thực sự tin nhận Chúa thì chúng ta là người tiếp nhận Chúa Giêsu, tiếp nhận lời của Chúa dạy, đặt niềm tin nơi Chúa hoàn toàn, rời khỏi một tình trạng nghi ngờ, lý trí, vô tín, mà trở nên một người khiêm nhường, khao khát tìm hiểu, khám phá về mọi điều Chúa dạy dỗ, rồi chạm được sự mầu nhiệm trong lời của Đức Chúa Trời, và rồi khép mình trong kỷ luật, chấp nhận những tỉa sữa của Chúa, những uống nắng của Chúa, để sống một đời tin kính theo khuôn mẫu Chúa đã dạy và tiếp tục tiến bước với Chúa mỗi một ngày trên linh trình, không bao giờ lùi bước. Ông bà anh chị em, có điều gì nghi ngờ, có điều gì lý trí, có điều gì vô tín, có điều gì đang phản đối với lời của Đức Chúa Trời dạy dỗ mình trong cuộc sống những năm tháng qua không? Xin Chúa cho chúng ta kiểm tra lại và nói không với nó, để đặt lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, vâng theo mọi điều Chúa dạy dỗ trong Thánh Kinh, và con bước đi theo Chúa mỗi ngày. Điều thứ hai, một người thật lòng theo Chúa là một người theo Chúa trong sự thông biết. Lời của Chúa dạy trong câu 68 đến câu 69, Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời. Chúng tôi đã tin và nhận biết rằng Chúa là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ như là một người phát ngôn viên, đại diện cho một nhóm người còn ở lại, để nói lên rằng chúng tôi đã tin, chúng tôi đã nhận biết, và bỏ Ngài thì chúng tôi không biết đi theo ai. Ở tại đây khẳng định rằng Phi-e-rơ và những môn đồ đi với Chúa, họ là những người thực sự tin cậy Chúa. Phi-e-rơ khẳng định rằng tin, chữ tin này có nghĩa rằng tin quyết, để có thể đi theo Chúa, bởi vì Chúa có lời của sự sống đời đời, và duy chỉ một mình Chúa là đấng đáng tin cậy, đáng nương dựa. Ngoài Chúa không còn có một nơi nào khác. Cho nên ông nói rằng: Lạy Chúa, nếu bỏ Chúa thì chúng con đi theo ai? Cho nên có một bản dịch dịch cho chúng ta dễ hiểu rằng: Lạy Chúa, bỏ Ngài, con biết theo ai? Kế đến, ông theo Chúa và nhận biết một cách rõ ràng. Sư đồ Phi-e-rơ đã dùng chữ nhận biết, đây là một động từ nói lên rằng biết rõ ràng, biết một cách chắc chắn, nghĩa là đi theo Chúa, tin Chúa. Nó không phải ở trong tình trạng mê muội, mê tín dị đoan, mà là một người thông biết, nhận thức rõ ràng, để nói rằng Ngài là Chúa, Ngài là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời. Chữ Chúa, danh xưng Chúa mà sứ đồ Phi-e-rơ đang dùng ở đây, ở trong nguyên văn của Tân Ước, cùng với một ý nghĩa ở trong Cựu Ước, nghĩa là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời chí cao, Đấng cứu chuộc, hay là Đấng Mê-si-a, đồng nghĩa với chữ Đấng Christ ở trong Tân Ước. Rồi Chúa là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời. Ông muốn nói rằng Chúa là Đấng được sức dầu,
Đấng cứu chuộc đến từ Đức Chúa Trời chí cao, đấng quyền năng. Trên cả hai yếu tố, đức tin và sự thông biết về chính Chúa Giêsu, khiến cho Phi-e-rơ cùng với những đồng bạn của mình theo Chúa một cách dứt khoát, trọn thành và tin quyết rằng duy chỉ một mình Chúa Giêsu là nguồn cứu giúp của cuộc đời. Tôi tin quý ông bà anh chị em đã từng quan sát, nhận biết những người xung quanh trong cuộc sống giữa đời thường. Có những người họ có một định hướng, có một lý tưởng rõ ràng ngay từ thời còn trẻ trung. Và cũng có những người không có định hướng, không có lý tưởng cho cuộc sống. Ngay từ thời trẻ cho đến khi về già, những người này không ổn định, không có kiên trì theo đuổi một định hướng, một lý tưởng nào cả. Cho nên họ lăn tăn, họ dời đổi, không hề có một lập trường vững vàng. Có những bạn học sinh, có những bạn sinh viên không có lý tưởng, không có định hướng cho cuộc đời mình, cho nên học mãi mà không có ra trường. Năm nay vào đại học năm thứ nhất, chọn ngành A. Học một năm thấy chán quá, ngành kia hay hơn. Qua năm sau đổi trường, chuyển khoa, và học mãi mà không có thấy ra trường. Có những người trong đời đứng núi này trong núi nọ, nay làm nghề này, mai làm nghề khác, không có nghề nghiệp nào vững vàng thỏa lòng cả. Cho nên suốt cả cuộc đời không thấy thành công, không thấy nâng cao về những kỹ năng chuyên môn, cho nên không có thành công ở giữa đời. Người Kinh có một câu nôm na, giàu rằng thô thiển nhưng mà rất cụ thể. Người ta nói những người đó như thế này: bá nghệ, bá tri, vị chi bá láp. Nghĩa là nghe như biết thật nhiều, có nhiều nghề, nhưng mà chẳng có cái nào ra cho nó đáng, cho nó xuyên suốt, cho nó thâm thúy sâu sắc và chuyên môn cao, cho nên không có thành công được. Ở trong đời thuộc linh cũng vậy. Một người không có lý tưởng, không có định hướng trên bước đường mình đi theo Chúa, mình cũng sẽ không phải là một người thành công trong con đường tin kính được. Nay đứng núi này, mai trong núi nọ. Hôm nay ở trong hội thánh Tin Lành thấy phước quá, thấy có Chúa ở cùng. Nhưng ngày mai, một năm sau, có thể nói rằng ở trong hội thánh Tin Lành khô khan quá, bây giờ tôi đi theo nhóm này, tôi đi theo nhóm kia. Rồi vài bữa nữa rằng ồ, nhóm kia không có quyền năng của Chúa, thôi tôi quay trở về với hội thánh Tin Lành. Và cứ như thế trở nên một tín đồ quốc tế, trở nên một tín đồ lang thang trong đồng vắng, hết ngày này đến ngày kia, mà trọn cuộc đời mình là lang thang trong đồng vắng thuộc linh, không khám phá gì về Chúa của mình một cách mới mẻ. Cho nên trong cuộc đời theo Chúa của chúng ta, linh trình của tôi với quý ông bà anh chị em đi không hề bằng phẳng, nó không có êm ả như mặt hồ thu. Nhưng mà chúng ta đi theo Chúa từ ngày đầu, tức khác không phải chỉ là phước hạnh thiêng liêng mà thôi, nhưng ông bà anh chị em còn phải đối diện với những thách thức ở giữa cuộc đời này. Theo Chúa bị người ta nhạo báng, theo Chúa bị người ta chê trách, theo Chúa bị người ta xuyên tạc, theo Chúa bị bắt bớ với nhiều hình thức khác nhau. Ồ, anh này, chị này bữa nay đi theo đạo, thế là bỏ ông, bỏ bà, bỏ truyền thống. Ồ, anh này, chị này ngày hôm nay đi theo đạo Mỹ, đạo Anh, đạo Tây, vân vân và vân vân. Khi chúng ta bị chê bai, khi chúng ta bị nhạo báng, khi chúng ta bị xuyên tạc,
Mà nếu chúng ta không có vững vàng, không biết rõ về Chúa của mình, thì chúng ta bị dao động và chúng ta cảm thấy mình chao đảo trong niềm tin. Nhưng nếu là một người theo Chúa thật lòng, chúng ta sẽ dành thì giờ để mình tìm hiểu về những gì Chúa dạy, tìm biết về chính Chúa Giêsu, về Đức Chúa Trời, về lời của Chúa. Kiên định trong đức tin, điều Chúa dạy là đúng, là chân lý, là vượt lên trên tất cả mọi lý luận của con người. Không có một quyền lực nào có thể bóp nghẹt niềm tin, hủy phá lời của Đức Chúa Trời là chân lý đời đời. Cho nên tôi tin và đứng với Chúa. Một người đi theo Chúa một cách thông biết sẽ là một người tìm hiểu về lịch sử của Hội Thánh. Trải qua bao nhiêu thời đại, việc mà mình bị bắt bớ, việc mà mình bị nhạo báng, việc mà mình bị chê bai không phải là điều là mới. Nhưng những con người tin kính Đức Chúa Trời trải qua bao nhiêu thế đại, họ đã trường trải như vậy. Nó không có gì mới ở dưới ánh mặt trời này. Và tất cả những điều đó nó được xuất phát từ một thế giới vô tín, tội lỗi, không tin kính Đức Chúa Trời, để có thể hòng dập tắt đức tin của chúng ta. Lời của Chúa ở trong thơ Phi-e-rơ thứ nhất, đoạn 5 câu 8 câu 9 đã dạy cho chúng ta thế này: hãy tiết độ và tỉnh thức. Kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em của mình ở rải khắp thế gian đồng chịu hoạn nạn như mình. Không có cái gì mới. Cho nên khi chúng ta đã tìm hiểu rõ ràng lời Đức Chúa Trời về chính Chúa và cả lịch sử trải dài, khiến cho chúng ta không hề dao động, chấp nhận những khác biệt ở giữa đời này vì cớ Chúa, sống cho Chúa. Và từ đó, ông bà anh chị em sẽ xác định được lý tưởng, định hướng của mình bước đi ở giữa đời này, cả trong phương diện đời thường lẫn cả trong phương diện thuộc linh. Sống ở đời, nhưng tôi không tập chú vào đời, mà tôi tập chú vào chính Chúa Giêsu, tập chú vào thiên đàng, nước đời đời của Chúa. Theo Chúa ở giữa đời, tôi sẵn sàng nghe theo sự phán dạy của Chúa Thánh Linh, khao khát khai thác những gì khao khát của tâm linh, từng ngày tìm hiểu học hỏi về Chúa một cách chu đáo, đem niềm tin mình biết được củng cố cho mình mỗi ngày, và niềm tin cứ tăng trưởng ở giữa đời, vượt qua mọi trở ngại, vượt qua mọi ngổ ngang, trở nên một con người sâu nhiệm, xác lập rõ ràng rằng tôi đi theo Chúa đầy thanh thản, đầy vui mừng, khám phá liên tục và thấy thú vị trong danh phận làm con trai, con gái của Đức Chúa Trời ngay trên đất này. Bởi vì sau khi quan sát, sau khi tìm hiểu, tôi biết rằng duy Chúa Giêsu, chỉ một mình Chúa Giêsu là nguồn cung ứng cho tôi sự sống và sự sống có ý nghĩa. Chỉ có Chúa Giêsu, Ngài làm cho cuộc đời tôi nếm trải niềm vui, sự an bình ngay trong tâm. Dẫu giữa trần gian này có khủng hoảng, có sóng gió như thế nào, tôi vẫn là người an bình, thanh thản ở trong danh và quyền của Đức Chúa Giêsu Christ. Chỉ có Chúa Giêsu mới là đấng cung cấp sự cứu rỗi cho tôi. Quyền năng cứu rỗi của Chúa đem tôi đến chỗ thực sự trải nghiệm phước hạnh ngay tại trần gian, ở trong mọi cảnh ngộ, phước hạnh ngay trong tâm, và phước hạnh được bảo đảm cả ở trong thiên đàng. Công vụ đoạn 4 câu 12, lời Chúa xác nhận cho chúng ta rằng ở dưới trời này không có một danh nào khác ngoài Chúa Giêsu để chúng ta nhờ danh ấy mà được cứu. Trong Thi Thiên 16 câu thứ 2,
tác giả đã kinh nghiệm và xác định cho chúng ta rằng ngoài Chúa tôi chẳng có phước hạnh gì khác, chỉ có ở trong Chúa mà thôi. Cho nên một người khi đã tìm hiểu, khi đã thông suốt, đã hiểu biết về Chúa một cách rõ ràng, thì tôi với quý ông bà anh chị em sẽ trở nên một người kiên định trong đức tin, theo Chúa một cách thật lòng, dẫu cuộc sống có ra sao, và tiếp tục bước tới trong linh trình theo Chúa mỗi ngày. Điều thứ ba, một người thật lòng theo Chúa là người theo Chúa một cách tự nguyện. Câu 70 và câu 71, lời Chúa dạy, Chúa Giê-xu đáp rằng: Ta há chẳng chọn các ngươi là 12 sứ đồ sao, mà một người trong các ngươi là quỷ. Và Ngài nói về Giu-đa, con Simon Iscariot, vì chính hắn là một trong 12 sứ đồ, sau sẽ phản Ngài. Cao trào của sự kiện, Chúa Giê-xu công bố thánh ý của Chúa và đưa ra lời cảnh báo cho tất cả các môn đồ đang hiện diện ở đó. Chúa nói, có những sai trật khi bước đi theo tư dục mình. Chúa gọi ông Giu-đa là ma quỷ. Hàm ý gì? Chúa nói rằng Giu-đa đang đi với Chúa, ở với Chúa, vậy mà đã để cho ma quỷ chiếm hữu tâm trí của mình. Một người mà để cho ma quỷ chiếm hữu tâm trí, bất luận người đó là ai, cũng sẽ trở nên một người vu cáo, gian dối và chống nghịch lại với Đấng Christ ngay trong tâm, như ở trong Timôthê thứ 2 đoạn 3 câu 3 đã xác định. Cho nên điều này sai trật xảy ra ngay ở trong sâu xa tâm trí của ông Giu-đa, bởi vì ông đang ở gần Chúa, đi với Chúa, ăn với Chúa, nhận hưởng nhiều điều từ nơi Chúa, nhưng mà ông cứ nuôi dưỡng cái tâm tư ý tưởng toan tính cái tư lợi cho mình, tham lam. Cho nên khi không đạt được như ý, dầu đó là ý xấu, thì bắt đầu sanh ra sự cay đắng, thù hằn với chính cả Chúa. Ở trong Phúc Âm Giăng đoạn 12, câu 4 đến câu 6 cho chúng ta biết, Giu-đa Iscariot là một trong 12 sứ đồ. Ông còn là người làm thủ quỹ để giữ cái túi tiền hay là ngân quỹ của đoàn truyền giáo này. Và Kinh Thánh mô tả rằng ông đã có những lần cản trở người ta dâng hiến cho Chúa. Không phải là vì ông yêu người nghèo, nhưng mà ông là người tham tiền bạc. Kinh Thánh cũng mô tả tiếp, ông là người đã từng nhiều lần thò tay mình vào túi bạc và lấy tiền hay là lấy ngân quỹ của 12 sứ đồ này để dùng vào việc riêng của mình. Cho nên ông đã từng bước sai trật, mà sai trật ngay từ ở trong tâm, ở trong tư tưởng, toan tính, tư lợi, tầm thường. Cho nên từ bước sai trật này dẫn đến bước sai trật khác là điều đương nhiên. Kế đến, ông là một người không có trung thành, không có trung thành với Chúa. Cho nên câu 71 nói rằng, vì chính hắn là một trong 12 sứ đồ, về sau sẽ phản Ngài. Động từ phản ở đây là phản bội, nó ngược lại với trung thành. Giu-đa đang đi theo Chúa, nhưng ông không thực tâm yêu kính Chúa. Cho nên đến một thời điểm nào đó, những cái gì ý đồ toan tính của mình không được như ý, thì ông phản bội. Và thậm chí cao trào của điều này, đó là ông bán Chúa luôn. Bán Chúa cho những thầy tế lễ, lúc bấy giờ là những người đang tìm bắt Chúa Giê-xu.
với một giá, giá bằng một tên nô lệ. Nhưng Chúa Giêsu dạy rằng, ta đã chọn các con. Một người theo Chúa thật lòng phải là người quyết tâm, tự nguyện theo Chúa một cách cá nhân. Về phương diện Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời nói rằng, ta há chẳng chọn các ngươi là 12 sứ đồ sao? Chúa chọn không phải chỉ để cho Giu-đa nhận được sự cứu rỗi, nhưng Chúa chọn Giu-đa và còn dấy ông lên để ông trở nên một người theo Chúa và là sứ đồ, để là người công bố lời Đức Chúa Trời cho những người đương thời, dẫn dắt đời tin kính của những người khác. Nhưng về phương diện con người, Giu-đa có toàn quyền để làm điều đó. Cho nên Giu-đa quyết định bỏ Chúa. Ông trải nghiệm những điều mầu nhiệm từ ơn cứu rỗi. Đáng lẽ ông tiếp tục sống với sứ mạng Chúa ủy thác để có thể nhận được nhiều điều tốt lành ở trong vương quốc Đức Chúa Trời. Nhưng ông cũng có quyền chọn. Và ông đã chọn con đường đi theo tư dục tầm thường. Nó như ông chọn là một con đường thỏa mãn tư dục của mình trước mắt. Nhưng nó không phải là con đường đi lên, mà là một đường biểu diễn đi xuống. Trong Matthew đoạn 27 câu 3 đến câu 5, Công vụ đoạn 1 câu 18 câu 19 mô tả kết cục của cuộc đời Giu-đa khi ông chọn con đường đi theo tư dục và không trung thành với Chúa. Khi Chúa Giêsu bị hành hình, thống khổ, Giu-đa bị cáo trách. Ông đem 30 nén bạc đến trả cho thầy tế lễ. Nhưng những thầy tế lễ nói rằng, ta với ngươi có can hệ gì chăng? Không có gì liên hệ. Việc ngươi làm thì ngươi đã làm rồi. Và quá đau đớn, quá áp lực khi rơi vào trong những tình trạng sai trật, sai trật bỏ Chúa và bán Chúa, Giu-đa đã tự tìm đến chỗ chết bằng cách thắt cổ tự tử. Và người ta chôn ông trong cái ruộng gọi là ruộng huyết. Cho nên điều này cho thấy rằng, con người đi theo Chúa thực sự, chẳng những họ không lùi bước, họ theo Chúa một cách thông hiểu, thông biết, mà họ còn có ý chí để tự nguyện bước đi, rờ chạm những điều mầu nhiệm và sống trong thánh ý cao trọng của Đức Chúa Trời trên cuộc đời của mình. Cho nên thưa quý ông bà, anh chị, khi theo Chúa mà chúng ta ngay từ đầu có những ý tưởng ở trong tâm tư của mình toan tính những điều tầm thường, lợi dụng danh nghĩa của Chúa, lợi dụng hội thánh để làm việc này việc khác, toan định cho ý riêng, cho cá nhân, cho bản ngã, cho xác thịt của mình, thì nó sẽ dẫn chúng ta sai từ điểm này đến sai những điểm khác. Lúc bấy giờ chúng ta sẽ đi theo Chúa đối diện với những thực tế trong đường đời: bệnh tật, thất bại, thất nghiệp, nghèo khó, bắt bớ, đổ vỡ, vân vân. Và lúc bấy giờ chúng ta sẽ thấy rằng, ô, đi theo Chúa sao khó khăn quá, hoạn nạn quá, mà con không có nhận được gì hết. Cho nên mình sẽ tính toán thiệt hơn. Con làm công việc Chúa mà sao con toàn là hy sinh không? Không có cái điều gì nguồn lợi cho con về tiền bạc, về tài chánh, về danh vọng cả. Thế là chúng ta bắt đầu quay gót. Quay gót để tính toán theo tinh thần của xác thịt. Có những quyết định sai lầm và trở nên một người mang danh phận là người theo Chúa, nhưng kỳ thực không có lòng thật thà, chân thành đi theo Chúa. Hát thánh ca Amen,
làm nhiều điều lăng xăng bận rộn ở trong nhà Đức Chúa Trời, nhưng lại là một người dối mình, dối người và dối cả Chúa. Mang danh là người đang hầu việc Đức Chúa Trời, người theo Chúa, nhưng cất chứa bao nhiêu điều vụ lợi tầm thường ở trong chính mình, không có động cơ trong sáng, không có tấm lòng thực sự thiêng liêng để bước đi với Chúa mỗi ngày. Theo Chúa nhưng chìm đắm ở trong cay đắng, ở trong oán hờn, trách người, trách Chúa, lầm bầm trên đường đi, không hề thấy điều ngọt ngào phước hạnh gì cho linh hồn của mình, cho đời sống mỗi một ngày, dẫu mang danh phận là con trai, con gái của Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa dạy cho tôi và quý ông bà anh chị em trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 4, Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta. Chúa chọn chúng ta từ trước khi sáng thế. Ông bà anh chị em trở nên người tín hữu của Chúa Giê-xu, người đang thờ phượng Chúa sáng hôm nay, không phải mình chọn Chúa đâu, mà Chúa chọn mình. Cho nên chúng ta phải trân quý về điều này mà Chúa dành cho cuộc đời mình, quá đổi đặc biệt, quá đổi giá trị, để giữ vị trí của mình, tâm thế của mình, một người được Chúa chọn để có thể quyết định, quyết định đi với Chúa, trung kiên với Chúa, dẫu xung quanh có nhiều tiếng nói, có nhiều điều quyến rũ, có nhiều điều cám dỗ, nhưng con không chọn con đường riêng. Con sẵn sàng nói không với chính mình, với bản ngã, với tội lỗi, mà con nói vâng với Đức Chúa Trời để bước đi và chịu trách nhiệm về chính bản thân mình, với cuộc đời mình. Khi con chọn Chúa, con bước đi với Chúa, con có một lý tưởng ngay trong cuộc sống giữa đời. Chúa không ép ông bạn chị em theo Chúa. Nhưng mỗi người của chúng ta quan sát cho thật kỹ, nghĩ suy cho thật là chín chắn, để biết rằng những gì mình đang có hiện nay ở trong danh phận là con trai, con gái của Đức Chúa Trời, đó là ân điển, đó là thánh ý của Chúa đã chọn, để mình có thể nhận biết từ đây, xây dựng cho mình một nền móng tin kính, bước đi với Chúa mỗi ngày, cam kết với Chúa, bước đi với Chúa trọn cuộc đời trong những năm tháng còn lại, ngay khi mình còn là trai trẻ cho đến khi mình già cả, đầu râu tóc bạc, và kết thúc cuộc đời trong bàn tay yêu thương gìn giữ của Chúa. Có một câu chuyện kể lại, có một cô gái tên là Mai. Gia đình của cô rất là giàu có, cô được chiều chuộng như là công chúa, và cả gia đình cô không ai tin cậy Chúa cả. Nhưng cô Mai trong những ngày đi học thì cô lại có cơ hội để tìm biết về Chúa Giê-xu. Cho nên cô quyết định tin nhận Chúa Giê-xu và trở nên một người theo Chúa. Khi gia đình bố mẹ biết được cô là một người đã tin theo tin lành, đi theo Chúa Giê-xu, thì họ phản đối kịch liệt. Họ lên án rằng Mai đã có những quyết định sai lầm, đã bị dụ dỗ đi theo những ảnh hưởng xấu. Và để có thể khống chế cô Mai, thì gia đình không cho cô ra khỏi nhà trong ngày Chủ nhật, để cô không thể đi nhà thờ. Và đồng thời tất cả mọi nguồn trợ cấp cho cô đi học, tiêu xài, bây giờ cắt, để cô thấy áp lực đó và từ bỏ đức tin, quay trở về với ý muốn của gia đình. Trong một phương diện, cô Mai rất buồn, bởi vì bây giờ mình mỗi ngày Chủ nhật không còn được đi nhà thờ để thờ phượng Chúa. Dẫu vậy, cô vẫn trung tín ở ngay tại nhà, cầu nguyện, đọc và học Kinh Thánh mỗi ngày. Cô vẫn vui vẻ ngay khi những khoản trợ cấp gia đình cắt đi,
Và cô vẫn trở nên một người con gái trong gia đình, cứ ngoan ngoãn, lễ phép, mềm mại, nhu mì, bày tỏ niềm vui của mình qua nếp sống. Ngay khi có những áp lực cấm chuyện này, cắt chuyện kia, ngay cả đến yếu tố tài chính. Những điều đặc biệt của cô đã đập vào mắt trí của cha mẹ, cho nên cha mẹ cô bắt đầu tò mò đến gần với cô, tâm sự tìm hiểu xem tại sao cô có một đức tin kỳ lạ đến như vậy. Cô Mai nhân cơ hội này đã tâm sự và thưa với ba mẹ mình rằng: ba mẹ ơi, con tin vào Chúa Giêsu bởi vì con biết chỉ có Chúa mới là đấng ban cho con sự sống đời đời. Chỉ có Chúa là đấng có quyền thay đổi mọi suy tư, mọi định hướng, mọi ước muốn của con. Cho nên từ những gì toan tính theo vật chất, những gì trước mắt của đời, thì ngay trong tuổi thiếu thanh niên của con đã bắt đầu đổi định hướng sống. Con có những điều khao khát giá trị cao đẹp từ trong tâm, và con tin đấng đã khởi sự làm việc lành trong con sẽ làm trọn. Và con nhận biết rằng Chúa là nguồn giải pháp tối ưu cho mọi vấn đề trong cuộc đời của con. Chỉ có Chúa thôi, chỉ có Chúa Giêsu mới là nơi nương dựa vững chãi cho cuộc đời của con. Dầu có những khó khăn, dầu có những ngăn trở, dầu có những thiếu thốn tiền bạc trước mắt. Ồ, cha mẹ nghe lạ quá. Vì vậy, cả cha lẫn mẹ của cô Mai để lòng đi tìm hiểu. Họ lẳng lặng đi đến nhà thờ Tin Lành, tìm hiểu xem coi ở đó dạy cái gì, nói về Chúa Giêsu thế nào. Mà rồi bây giờ con gái của mình lại có một niềm tin kiên quyết như vậy, sống bình an, sống hy vọng đến như vậy. Chẳng bao lâu sau, cha mẹ của cô Mai quyết định bày tỏ niềm tin với một vị mục sư địa phương: chúng tôi tin nhận Chúa Giêsu, tôn Chúa làm cứu Chúa của đời sống, như con gái tôi đã tin theo Ngài. Thưa quý ông bà, anh chị em, ước gì quý ông bà, anh chị em ở đây có một đời sống theo Chúa kiên định, rõ ràng, dứt khoát như là cô Mai, một thiếu nữ bé nhỏ ngay trong tuổi thanh niên đã kiên định đi theo Chúa, theo Chúa thật lòng. Và ước gì ông bà, anh chị em ngày hôm nay, khi chúng ta đi học, khi chúng ta đi làm, khi chúng ta sống ở trong buôn làng, tất cả mọi người xung quanh đều nhìn biết rằng đây là một người tín đồ của Chúa Giêsu, một người đi theo Chúa thật lòng, và nó có những trải nghiệm, có những dấu hiệu từ đời sống của chúng ta tỏ ra cho những người xung quanh biết rằng đây là tín đồ tin lành, đây là những người thuộc về Chúa Giêsu, và đây là những con người đáng tin, đây là những con người đáng yêu, đáng kính. Dẫu trước đây chê bai, nhạo báng, coi thường, nhưng bây giờ qua những con người này có những dấu hiệu cao đẹp mà chúng ta phải tôn trọng. Lời của Đức Chúa Trời sáng nay cung cấp cho tôi với quý ông bạn chị em một bối cảnh, những điều dạy dỗ, có cơ hội để mình nhìn lại chính mình và từ nơi chúng ta rà soát lại xem có phải mình đang là một người có dấu hiệu theo Chúa thật lòng không. Một người theo Chúa thật lòng căn cứ trên lời của Đức Chúa Trời ở trong Giăng đoạn 6 từ câu 66 đến câu 71 có 3 dấu hiệu rõ ràng ở đây. Dấu hiệu thứ nhất, người theo Chúa thật lòng là người không bao giờ lùi bước trong đức tin. Dẫu đời có ra sao, tôi vẫn là người theo Chúa mỗi ngày. Dấu hiệu thứ hai, một người theo Chúa thật lòng không theo Chúa trong mê tín dị đoan, ở trong mê muội, trong ảnh hưởng của người khác, ảnh hưởng của số đông, mà là tôi theo Chúa trong sự thông biết, gặp gỡ Chúa một cách cá nhân.
Thứ ba, một người theo Chúa thật lòng là một người theo Chúa trong tự nguyện. Tôi sống trong ý chỉ của Chúa, vâng theo lời Chúa, quyết định cho cuộc đời mình một lối đi rất rõ ngay giữa đời thường này và cả trong đời tin kính, trong tinh thần của lời cầu nguyện. Lạy Chúa, bỏ Ngài, con biết theo ai? Chỉ có Chúa mới có lời của sự sống đời đời. Con đã tin, đã nhận biết rằng Chúa là đấng thánh của Đức Chúa Trời chạm đến chính cuộc đời của con. Ước ao mỗi ông bà, anh chị em đang có mặt sáng hôm nay, chúng ta đều là những người thật lòng bước theo Chúa, xét mình và xét mình trước mặt Chúa và gặp nhau ở trong nước của Chúa đời đời. Tình yêu thương dâng cao trong con, Chúa yêu ơi xin bên con mãi mãi. Xin yêu và bên con mãi không rời, dù thời gian mang cho con nhiều đắng cay. Tình yêu Chúa mãi không nhạt phai, luôn bên con dù mai này còn lắm bão giông. Ngày biết rõ những tâm hồn vỡ tan trong con, luôn bên con trên mỗi lối đi. Đời con từ đây sẽ sáng tươi hơn là từ khi con tìm thấy chân lý nơi Ngài. Mặc cho bao nhiêu bão tố vây quanh lối đi con hôm nay, giờ Giê-xu Ngài đã đến bên con, lau khô đi giọt nước mắt con bao ngày. Ngài đã đến và xóa tan những ưu phiền trong cuộc sống. Và những lúc tối tăm hoang mang, và những lúc lòng con bất an lo buồn, cùng chính những lúc ấy Chúa luôn bên con, cùng chính những lúc ấy Ngài luôn chở che bằng lòng nhân từ. Ngài mãi luôn bên con. Tình yêu thương dâng cao trong con, Chúa yêu ơi xin bên con mãi mãi. Xin yêu và bên con mãi không rời, dù thời gian mang cho con nhiều đắng cay. Tình yêu Chúa mãi không nhạt phai, luôn bên con dù mai này còn lắm bão giông. Ngài biết rõ những tâm hồn vỡ tan trong con, luôn bên con trên mỗi lối đi. Đời con từ đây sẽ sáng tươi hơn là từ khi con tìm thấy chân lý nơi Ngài. Mặc cho bao nhiêu bão tố vây quanh lối đi con hôm nay, giờ Giê-xu Ngài đã đến bên con, lau khô đi giọt nước mắt con bao ngày. Ngài đã đến và xóa tan những ưu phiền trong cuộc sống của con. Và những lúc tối tăm hoang mang, và những lúc lòng con bất an lo buồn, cùng chính những lúc ấy Chúa luôn bên con, cùng chính những lúc ấy Ngài luôn chở che bằng lòng nhân từ. Ngài mãi luôn bên con. Và những lúc tối tăm hoang mang, và những lúc lòng con bất an lo buồn, cùng chính những lúc ấy Chúa luôn bên con, cùng chính những lúc ấy Ngài luôn chở che bằng lòng nhân từ. Ngài
ngài mãi luôn bên con. Tình yêu thương dâng cao trong con, Chúa yêu ơi xin bên con mãi mãi. Xin yêu và bên con mãi không rời, dù thời gian mang cho con nhiều đắng cay. Tình yêu Chúa mãi không nhạt phai, luôn bên con dù mai này còn lắm bão giông. Ngày biết rõ những tâm hồn vỡ tan trong con, luôn bên con trên mỗi lối đi. Đời con từ đây sẽ sáng tươi hơn, là từ khi con tìm thấy chân lý nơi ngài. Mặc cho bao nhiêu bão tố vây quanh lối đi con hôm nay, giờ Giê-xu ngài đã đến bên con, lau khô đi giọt nước mắt con bao ngày. Ngài đã đến và xóa tan những ưu phiền trong cuộc sống. Và những lúc tôi tâm hoang mang, và những lúc lòng con bất an lo buồn, cùng chính những lúc ấy Chúa luôn bên con. Cùng chính những lúc ấy Ngài luôn chở che bằng lòng nhân từ, Ngài mãi luôn bên con. Tình yêu thương dâng cao trong con, Chúa yêu ơi xin bên con mãi mãi. Xin yêu và bên con mãi không rời, dù thời gian mang cho con nhiều đắng cay. Tình yêu Chúa mãi không nhạt phai, luôn bên con dù mai này còn lắm bão giông. Ngài biết rõ những tâm hồn.